Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, những smartphone được lên đời MIUI 14 sớm nhất. Xiaomi vừa mới chính thức công bố MIUI 14 tại sự kiện ra mắt Xiaomi 13 series, phần mềm mới đi kèm với nhiều tính năng và cải tiến mới để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Hãng cho biết giao diện này dung lượng nhỏ nhưng sẽ mang đến những cải tiến lớn về hiệu suất. Theo đó, Xiaomi sẽ bắt đầu phát hành bản cập nhật MIUI 14 cho các điện thoại đầu tiên vào tháng 2. Phần mềm ban đầu được triển khai dành cho Xiaomi 12, Redmi K50 series và Xiaomi Mi Fold 2 mới nhất. Công ty cũng sẽ sớm công bố đợt cập nhật thứ 2 và thứ 3 trong thời gian tới. Hiện tại thì Xiaomi vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cập nhật cho các thiết bị Poco. Ngoài ra, công ty vẫn chưa công bố triển khai MIUI 14 trên toàn cầu. Vì vậy, đối với người dùng quốc tế, đặc biệt là người dùng Việt Nam, sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian chưa xác định để được trải nghiệm các tính năng mới nhất của giao diện MIUI 14. Tin tức tiếp theo trong ngày, trong cơn nóng của Xiaomi 13, hãng công bố luôn smartphone gập thế hệ mới. Cơn sốt Xiaomi 13 mới có được vài hôm, nhưng Xiaomi cũng đã giới thiệu luôn về Xiaomi Mi Fold 2. Sản phẩm này dự kiến có sẵn vào ngày 20 tháng 12 sắp tới. Mi Fold 2 là điện thoại gập thế hệ thứ 2 của Xiaomi, thiết bị sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 cùng màn hình LTPO 2 OLED, tần số quét 120Hz, hỗ trợ HDR10 Plus và Dolby Vision. Công ty cũng giới thiệu hai tùy chọn màu sắp tới của Mi Fold 2 là Moonlight Silver và Black Knight. Đây là một phần trong một hộp quà đặc biệt có tên Supreme Gearbox, bao gồm một máy Mi Fold 2, một tai nghe và một đồng hồ với giá bán khoảng 30,5 triệu đồng. Các thông số kỹ thuật khác của Mi Fold 2 gồm RAM 12GB, bộ nhớ trong 1TB, viên pin dung lượng 4500mAh và được chạy sẵn hệ điều hành MIUI 13 dựa trên Android 13. Và bây giờ là thông tin cuối cùng có trong ngày, trả lời cho câu hỏi liệu chip Dimensity có thực sự mạnh. Bắt đầu xuất hiện vào năm 2019, dòng chip Dimensity của MediaTek cho đến thời điểm hiện tại đã thuyết phục được rất nhiều người dùng khi có hiệu năng mạnh mẽ, đồng thời cùng giá cả phải chăng. Đây còn là vi xử lý 5G đầu tiên và cũng là dòng cao cấp nhất của hãng này. Dòng chip Dimensity kể từ khi ra mắt cho đến nay đã trải qua nhiều đời và có nhiều cải tiến. Có thể kể đến như Dimensity 700, 800, 800U là những mẫu CPU dành cho smartphone 5G tầm trung. Còn lại là Dimensity 900, 1000, 1000 Plus và mới đây nhất là 1200, hướng đến các smartphone cận cao cấp và cao cấp, và nó dường như không có đối thủ ở sân chơi này, cho dù đó có thể là Snapdragon. Hiện tại, dòng Dimensity của MediaTek cũng đã phát triển hơn và tối ưu hơn dành cho các mẫu smartphone năm 2022. Gần đây nhất là sự xuất hiện của Dimensity 1300, 8200 và 9200. Trong tương lai gần, nhiều mẫu chip mới hiệu năng cao của hãng cũng sẽ được trình làng và thị trường hóa. Hiện nay, giữa những vi xử lý cùng phân khúc, các nhà sản xuất thường có xu hướng ưu tiên chip Dimensity hơn là dòng Snapdragon bởi cả hai đều có cùng hiệu năng, nhưng chip Dimensity có giá thành thấp hơn đáng kể. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.